Ok, Wasco, xin chào các bạn. Tiếp tục chúng ta đến với lại level 16 của chương 3. Game Strike. Đấy. Vẫn là chiếc AK-47 Pro. Còn thực tăng ở chung không có nhiệm vụ gì. Một em. Đã xong. Ok, let's go. Tiếp theo là đi vào 17 chương 3. Và hiện tại đang mình đang cầm khẩu M4 Pro. À, không phải là AK-47 Pro nữa. Đấy, tiếng súng đã tắt. Đấy. Vàng. Té luôn. Còn này bắn rất chắc, bắn rất chuẩn tâm luôn. AK-47 rất giòn. Ok, let's go. Tiếp tục là đi vào 18 chương 3. Còn trực thăng này không biết ở đây làm gì. Yeah.
quá nhanh, chỉ còn một tên nữa rồi. Đã kết thúc. Wow, ok, let's go. Mình đang được sở hữu khẩu súng máy xách tay. Ok, pro luôn nha mọi người nha, mã vàng luôn, trải nghiệm. Bàn trải nghiệm. Chưa mua được, mình chưa mua được khẩu này. Ăn nó mắc đạn 510 viên. Ôi. Ôi. Ồ. Khủng khiếp. Trời, đạn ra dã man luôn. Ngưỡng 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 đâu các bạn. Mình không bắn, muốn bắn chết nó là bắn chết nó mình sẽ không được cầm khẩu này nữa. Bắn chết nó nó bay lên ạ. Không tác động gì là nó bay này. Vừa nhân tạo đây. Đấy các bạn thấy chưa, nó quá dễ ra là bắn mất hai. Ok, let's go level 20 chương 3. Và điều mong muốn của mình là game này phải khó hơn một chút nữa. Đấy, các boss này phải tăng độ khó, bắn chuẩn hơn, chạy nhanh hơn chẳng hạn. Mình bắn nó mới có sự nó tự cạnh tranh, nó mới khốc liệt, nó mới hay. Đôi khi dễ quá bắn nó cũng không thú vị. Đấy là mình sai liên tục như này bắn thú vị này, căng thẳng này, không còn thằng nữa. Bắn dễ dàng quá, nó mất vui. Một tên nữa.